đông y, chữ ta chữa bệnh nghi hiểm mà nguy ở đời. Khắp mọi nơi gần xa kính phục nghi, chỉ hiếm về từ tức nghe cái con tuổi già đã ngoài 50, mong nghe sao sinh được một nị người cậy chồng. Bỗng một hôm trong phòng thấy ngạ đóa hoa thơm, bà đã bầm thai. Tin vui khắp hết mọi nơi, ngày rằm tháng tám nữ hài sinh ra. Vui lúc tuổi thơ ấp ủ mẹ cha, môi son đi mắt phượng mày ngà, lưng nghi óng má phân ni nết na dịu dàng nghi. Trường võ nghệ đủ tài, thanh nghi niên trai tráng nghi nào ai sánh cùng. Đức vũ ông trong lòng vui sướng nghi, gả con cho quận trường Nam Chân. Không ngờ tên tô địch bất nhân ni, ham tài tâm sắc kéo quân tới. Vậy có thương rằng vì ai nên nỗi phải đèo một bức thư tiên dạy tật nghề cung kiếm có đâu về phần gái, cương thường nghi nợ nước nghi với thù nhà.
cờ đào, tay phất trang quân đi từ mà vẫn chưa chào phận nữ nhi. Nghĩ đến giang sơn mà ngoài nghề lại đời xưa bộ niệm năm mi anh hùng. Châu đề rồi gác mài thành phong nghi cũng vì dòng giống nghi lạc hồng vua nghi thương. Vì đất nước, vì quê hương ngang, Chúa Bát Nam nề quyết chí sinh. Nghĩ đến vua rồi lại thương mình, nước ta ta giữ nhì có chắc dành của ai. Đã chọn chữ nghĩa con chưa chọn chữ yêu, đạo làm con nên nghĩa chưa đến, con nay gặp vận không may, thôi đành kiếp khác xin báo đền nề công cha. Quân tô định mặt người dạ thú biết quân ta toàn nữ chiến binh bảo nhau chúng dũng kế nhục hình nghi hòa thân chiến đấu sẽ đành phải thua nghi. Tướng tô định nghi sai quân chém hết hận thù lầy kiên nghi quyết không tha, thục nương nghi giết giặc trở ra về chùa hương tự tiên ni la lạnh mình nghi. Rừng hoa cỏ tiết nghi thương kiệt nữ đất trời cùng nghi tạc nghi chữ hùng anh tháng ba ngày 17 kỳ ninh nghi đúng nghi ngày mãn hạ nề thiên nghi đình chiếu xa ai mà buồn nghi xa bán xa 17 tháng 30 dỗ mộng đền tiên ni na tìm về. Dẫu rằng ai mà buồn ni bán trăm nghề 17 tháng 3 dỗ mẫu họ đoàn tìm đi về tiên la thanh hoa về trời như xưa. Châu cứu đã về trời anh ninh xuất hiện núi đồi thanh hoa thanh hoa đông ngõ chi năng có ai nên đi đến đông ngõ chi năng
châu mười nữ kiệt nế cứu dân ni tiền thạch ra trên sơn nâm mi ngôi cao mát mẻ văn thịnh mời châu bé anh đinh đinh kim chi ngọc diệp rảnh rảnh thạch ra tốt tươi bóng ông hoàng ông hoàng cả an ninh xưa tốt tươi ngựa trên trời quyền chân bốn năm phương tách ra quan hoàng triệu là con vua thứ hai đời vua đế thái tổ.